mèo thân chết với khả năng báo tử chính xác đáng kinh ngạc. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng câu chuyện này hoàn toàn là sự thật. Oscar là một chú mèo trị liệu nằm trong số 6 chú mèo con được nhận nuôi vào năm 2005 bởi Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng nước Mỹ. Nơi đây có 41 giường điều trị dành cho những người mắc bệnh Alzheimer giai đoạn cuối, bệnh Parkinson và các bệnh khác. Thông thường, mèo trị liệu thường gần gũi, vui vẻ do công việc của chúng là chơi đùa, mang lại cảm giác ấm áp cuối đời cho các bệnh nhân. Nhưng Oscar lại khá nhút nhát và xa cách, thường lảng tránh con người và thích ở một mình. Tới khi được 6 tháng tuổi, Oscar bắt đầu xuất hiện năng lực lạ, giống như một sứ giả báo tin xấu. Mỗi khi nó đến gần bệnh nhân nào đó và nằm cuộn tròn bên chân họ, thì khoảng 1-2 tiếng sau, họ sẽ chút hơi thở cuối cùng. Sau khi dự đoán chính xác khoảng 25 lần, mèo Oscar khiến các bác sĩ tại bệnh viện thực sự tin vào năng lực của mình. Khi thấy nó nhảy lên giường, nằm cạnh một bệnh nhân, các nhân viên bắt đầu gọi điện cho thành viên gia đình của bệnh nhân đó và cho họ cơ hội để nói lời từ biệt cuối cùng. Cho tới nay, số ca tử vong nằm trong danh sách được Oscar dự đoán đã lên tới trên 100. Thậm chí có lần họ cho nó tới gần một bệnh nhân ốm yếu, có vẻ sắp không qua khỏi, thì nó không chịu và chạy tới chỗ một người khác trông có vẻ khỏe mạnh hơn. Kết quả thì ai cũng biết, người khỏe hơn đã ra đi sau 2 tiếng đồng hồ. Năng lực của mèo Oscar vừa khiến người ta thấy sợ nhưng cũng không kém sự tò mò. Liệu rằng Oscar có thực sự sở hữu giác quan thứ 6 hay một loại siêu năng lực nào đó? Cuối cùng thì các bác sĩ đưa ra giả thuyết cho rằng Oscar nhạy cảm với mùi hóa chất tiết ra khi người ta sắp ra đi hoặc một số mùi phát ra khi cơ thể hoại tử. Dù có rất nhiều suy đoán và lý giải xung quanh khả năng báo tử của Oscar, nhưng chú mèo cũng đã làm tốt nhiệm vụ của mình khi quan tâm đến việc tôn vinh và cho bệnh nhân sự thoải mái dù nhỏ nhất bằng cách đơn giản là có mặt bên họ trước khi họ lìa đời. Hiện tại, ở trung tâm nơi Oscar làm việc vẫn còn lưu giữ rất nhiều bức thư của người nhà bệnh nhân gửi đến để cảm ơn chú mèo này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày.